Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ Duy Đỗ đang đi trên đường Hải Thượng Lãng Ông. Hướng dưới trước mặt Duy đi á là đến ngay chỗ Bùng Binh, gọi là Bùng Binh Thập Cấp Phương ngày xưa quý vị. Đó, ở trước là đường Châu Văn Liêm á, Bùng Binh đó đó, góc bên phải thì có bưu điện Chợ Lớn và chúng ta cũng có thể chạy thẳng lên cầu Chà Và quý vị. Thì bây giờ là Duy sẽ review lại cầu Chà Và, hay là Duy sẽ review lại khu vực chợ Sức Củi để cho cái bộ sưu tập của Duy nó được liên tục và đầy đủ hơn. Đồng thời Duy cũng muốn chia sẻ lên cho quý vị anh chị em nào là người con đã từng sống những nơi mà Duy đã đi qua, mà bây giờ các bạn đi làm ăn xa, ở xa, thì Duy mời các bạn vào xem cái clip để nhìn thấy lại cái con đường quen thuộc thân thương thân yêu ngày xưa của mình, hoặc là nơi mà mình cũng đã từng ở ha. Duy mời các bạn quý vị vào xem clip nha. Xe của quả thì có cái cô đó cậu quẹt xe mình, nhưng mà cô không sao quý vị. Ra đường phố thì thế nào cũng gặp tình trạng này, nếu không có vấn đề gì thì mình nên cho qua. Bây giờ trước mặt Duy là cầu Chà Và quý vị. Thì trước khi lên cầu Chà Và thì Duy cũng muốn chia sẻ một chút thông tin về cầu Chà Và. Mặc dù thông tin của Duy hay là thông tin của các bạn khác thì đôi khi nó cũng có khập khiễng, tức là tùy theo mức độ hiểu biết, nhưng mà ít nhiều gì cũng có một cái thông tin ha. Thì cầu Chà Và này theo chi tiết á, là có vào đầu thế kỷ 19, tức là cũng gần 100 năm mỗi vị. Cầu Chà Và này bắt ngang cái con kinh bên phải á, là con kinh Tàu Hủ, hay là gọi là kinh đôi nữa. Đó. Mà tại sao gọi đây là cầu Chà Và? Thì theo lịch sử viết một phần nào chi biết nữa, là ngày xưa đó khu vực này có rất nhiều thuyền ghe tàu bè của người dân ở nước ngoài đến đây đậu mua bán, mà đa số là người ở Ấn Độ, Indonesia. Thì người dân họ nghe nói là Chà Và, Chà Và là Chà Và Ma Ní, người ta dùng cái từ tên đó là tên người Ấn Độ vậy. Thì người ta thấy tới cái cầu đó có nhiều cái dân Chà Và Ma Ní họ mua bán nên gọi là cầu Chà Và. Thì cũng có một thông tin thứ hai nữa là người dân Indo họ đến đây nhiều, mà người dân Indo thì ở trên đảo Java đó, thì có người nói là người dân Java, Java ta đọc đại trại viết thành Chà Và quý vị. Và Duy đang xuống dốc cầu Chà Và kìa. Trước mặt Duy là chợ Sớm Củi quý vị. Bây giờ sẵn review chia sẻ về cầu Chà Và thì Duy cố gắng qua bên kia Duy review lại một vòng bên ngoài chợ Sớm Củi cho quý vị xem nha. Duy đang chạy qua đường Cao Xuân Dục quý vị. Mình muốn qua chợ Sớm Củi thì mình phải rẽ trái ra đây. Mình phải xin nhanh rồi sẽ rẽ đường trước. Qua con đường nhỏ xíu này tên là đường Đinh Hòa quý vị. Giờ mình ôm quẹo trái nữa qua đường Tùng Thiện Vương á. Đây bên mặt bên tay phải Duy là chợ Sớm Củi nè. Đó, Duy cố gắng Duy lấy một cái ảnh của ngay cái bên chợ Sớm Củi Duy ha. Bây giờ là Duy sẽ đi một vòng bên ngoài chợ Sớm Củi cho quý vị xem nha. Duy đi cặp hông bên trái chợ Sớm Củi, đường này tên là Sớm Củi vậy. Wow, chợ Sớm Củi dài lắm Duy ơi.
bên ngoài thì người ta bán trái cây cái gì ha. Chợ Sớm Củi thì là một cái con đường thông thương cặp bên hông chợ. Ở đây người ta có thể chạy qua bên khu vực quận 8 luôn quý vị. Cho nên kẹt xe là chuyện bình thường ở đây. Kinh như vậy. Wow. À. Đây, ở đằng sau có cái bảng tên của chợ Sớm Củi như vậy. À. Rồi bây giờ là Duy cảm ơn quý vị đã theo dõi cái clip về chợ Sớm Củi của Duy. À, đáng lý ra Duy đi vòng thêm một phía bên kia chợ Sớm Củi để cho quý vị xem trọn vẹn hơn, nhưng mà chợ này thì rất là dễ bị tắc nghẽn giao thông quý vị. À, Duy xin hẹn quý vị clip sau ha. Duy bye quý vị và các bạn.